loa, đón chào năm 2021. Nào, chúng ta hãy khởi động nhanh thôi. Bạn muốn tình yêu từ khách hàng? Bạn cần xin lời giới thiệu dễ dàng và hiệu quả hay tạo nguồn khách hàng tiềm năng liên tục? Bạn muốn đạt ít nhất 3-4 hợp đồng trên một tháng và 150 triệu trong quý 1 năm 2021? Ngồi xuống, uống tí trà, để mì nói cho mà nghe nha. Đầu năm đầu tháng, khởi đầu câu chuyện, trao tay trân trọng, quý nhất ở tấm lòng. Và giờ đây, chương trình quà tặng đẹp và đẳng cấp do AAA và GAD tài trợ. Bạn đang thắc mắc làm sao để được quà phải không? Rất dễ. Chương trình được dành cho MDRT tiềm năng. Đầu tháng 1, các bạn sẽ được nhận 15 phần quà. Cuối mỗi tháng của quý 1, các bạn nhận thêm 7 phần quà một tháng khi đạt ít nhất 3 hợp đồng. Nếu đạt ít nhất từ 4 hợp đồng trở lên, bạn sẽ được tăng cường thêm 15 phần quà một tháng. Tuyệt vời không nào? Gặt hái thành công, tạo đà tăng trưởng ngay từ đầu năm. Còn chờ gì nữa? Nhận quà tại GA, bắt điện thoại lên đặt hẹn, lên đường gặp khách hàng ngay. Khởi động hoành tráng, về đích vẻ vang.